Nhân sự kiện Đà Nẵng điểm hẹn mùa hè năm 2017, hãng hàng không Vietjet sẽ tung 300.000 vé máy bay khuyến mãi giá từ 0 đồng cho các chặng bay khởi hành từ thành phố Đà Nẵng. Vietjet sẽ tung 300.000 vé máy bay khuyến mãi nhằm kích cầu du lịch đi và đến thành phố Đà Nẵng. Thời gian mở bán vé khuyến mãi từ 12 giờ đến 14 giờ trong 3 ngày 20, 21 và 22 tháng 6. Vé rẻ được áp dụng cho các đường bay từ Đà Nẵng đi Seoul, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Cần Thơ. Thời gian bay từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, trừ các ngày lễ Tết. Đà Nẵng, điểm hẹn mùa hè là chủ sự kiện nghệ thuật, thể thao, du lịch được tổ chức thường niên, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan du lịch trong dịp hè. Chương trình năm nay có nhiều hoạt động thú vị như các chương trình âm nhạc đặc sắc, trò chơi bãi biển, chương trình du lượng không động cơ, thi đắp tượng cát, vân vân.